Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 84 ngày 25 rao báo tin mừng. Kinh Thánh Luca đoạn 2 câu 14 đến câu 20, câu ghi nhớ Luca đoạn 2 câu 20. Cảm tạ Chúa vì cho chúng ta đã có được một đêm kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh thật là phước hạnh. Và sáng hôm nay, đặc biệt là sáng Chúa Nhật, chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa Giáng sinh. Và câu chuyện của chúng ta hôm nay với tựa đề rao báo tin mừng. Câu ghi nhớ Luca đoạn 2 câu 20: Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Kinh Thánh Luca đoạn 2 câu 14 đến câu 20, phần Kinh Thánh tiếp theo. Kinh Thánh Tân Ước trang 57 từ câu 18. Xin lỗi, từ câu 14 đến câu 20. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 20. Nếu trong Kinh Thánh các em chưa có tô màu thì các em nhớ tô màu nhé. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Trong phần tìm hiểu, em tìm đường ngắn nhất giúp các chú chăn chiên đến máng cỏ gặp con trẻ nhé. Ở đây có các chú chăn chiên ở bên này và Marie Joseph và hài nhi Giêsu ở bên này. Làm sao để các chú chăn chiên đi vượt qua cái ô ngoằn ngoèo này để đi đến đây? Các em tự làm được không? Một trong những cái cách mà dễ nhất đó là chúng ta đi từ cái chỗ đích đến này, chúng ta đi ngược trở lại để cho được đến đây. Và bảo đảm á, thì chúng ta sẽ dùng cây bút chì. Chúng ta dùng cái cây bút chì để vẽ. Và nếu mà vẽ không được thì chúng ta dùng cục tẩy hay cục gôm bôi đi để chúng ta làm lại, đi làm sao mà từ đây mà qua được tới đây. Cái đường đi này rất là hẹp và rất là khó. Các em có thể đi thử, ví dụ như từ đây đi xuống đây. Các em đi như vậy đó, đi làm sao mà nó đừng có bị tắt đường. Đi làm sao mà nó có đường đi liên tục. Rồi. Đi như thế nào đó mà nó ra được tới chỗ này là được. Các em tự đi nhé. Các em đầu tiên dùng viết chì, mình đi, đi thử, khi nào được đó thì mình sẽ bôi cái viết chì, bôi từng chút một, rồi mình vẽ lại bằng cái viết mực để cho nó thấy được rõ ràng. Rồi các em tự làm nhé.
Nghe thiên sứ báo tin đấng cứu thế giáng sinh, các chú chăn chiên vội vàng. Các chú chăn chiên rất là khao khát Chúa cho nên là vội vàng đến chỗ mà thiên sứ đã chỉ cho. Thấy mọi việc xảy ra như lời thiên sứ bảo, y như lời thiên sứ bảo. Các chú kể lại mọi điều mà thiên sứ nói về con trẻ. Rồi trở về nhà mình, họ ngợi khen Chúa và rao báo tin mừng cho mọi người. Họ rất là vui khi gặp được Chúa, tôn thờ Chúa xong rồi họ trở về và họ có thể vừa đi đường vừa hát, và gặp ai họ cũng nói rằng Chúa Giêsu đã giáng sinh rồi, Chúa Giêsu đã giáng sinh rồi, Chúa Giêsu đã giáng sinh tại thành Bethlehem. Các chú chăn chiên rất là vui mừng và rao báo cho mọi người tin mừng rằng Chúa Giêsu đã giáng sinh. Nhận biết kỷ niệm Chúa giáng sinh là cơ hội làm sáng danh Chúa qua việc kể lại. Cơ hội làm sáng danh Chúa qua việc kể lại. Nói, rao báo, hát mừng, ca ngợi, tin mừng Chúa ban cho mọi người. Mình sẽ kể lại câu chuyện giáng sinh cho bạn của mình nè. Mình nói về Chúa cho bạn nè, rao báo hay là nói kể lại cho mọi người, rồi mình hát ngợi khen Chúa nè, ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa. Thực hành em rao báo tin mừng Chúa giáng sinh bằng cách tham dự ban hát lễ nè, rồi mời bạn dự chương trình giáng sinh nè. Mình đừng có ngại, các bạn cũng rất là thích đi dự chương trình giáng sinh nên mình mời các bạn càng nhiều càng tốt đến nhà thờ, đến chương trình truyền giảng cho thiếu nhi để các bạn biết về Chúa Giêsu, tin Chúa và được sự cứu rỗi. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã giáng sinh vì con. Xin Chúa cho con luôn hát ngợi khen Chúa. Kể lại cho mọi người câu chuyện Chúa giáng sinh và mời bạn đến dự lễ. Và chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã giáng sinh vì con. Xin Chúa cho con luôn hát ngợi khen Chúa, kể lại cho mọi người câu chuyện Chúa giáng sinh và mời bạn đến dự lễ. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta có được sự vui mừng ở trong ngày lễ Chúa giáng sinh. Và chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta giới thiệu về Chúa cho mọi người, mời bạn đến dự lễ. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.